Không phải dễ có đúng không Giuse? Tội cho thầy Orlando quá. Tân ước à? Có gì là khó đâu. Khó thì không khó, nhưng mà vừa vào tay này lại ra tay kia liền. Thầy có biết không Giuse, đây chỉ là cuộc thi để chịu chức phụ phó tế thôi. Nếu thầy đậu kỳ thi này, sau một năm rất chuyên cần, thầy mới được dự kỳ thi chịu chức linh mục. Con đường này dài và khó khăn lắm. Nếu con có trượt, hãy trượt một cách dũng cảm. Chỉ may có một điều, hãy trông chờ vào trực giác của cháu, may là mới đủ điểm đỗ thôi. Nếu con trượt thì sao? Con thích ở lại đây, con thích ở lại chuồng bò với mấy con vật kia. Từ nay nhà này sẽ luôn dành cho cháu một chỗ, Giuse ạ. Cả khi cháu trượt chứ, cả khi cháu trượt. Xin các thí sinh chuẩn bị dự kỳ thi sát hạch chịu chức phụ phó tế. Tôi sẽ đọc tên các thầy theo thứ tự ABC. Thầy Vittorio Arcangelo. Thầy Giuse Deiza. Giuse, tôi sẽ đọc cho anh một kinh đấy. Đọc làm gì cho uổng, hãy đọc cho thầy thì hay hơn. Thầy Giuse, hiểu biết bốn phúc âm là nòng cốt cho đức tin của mỗi người chúng ta. Là ứng sinh cho chức phụ phó tế, thầy phải biết chu đáo các phúc âm đó. Thầy làm ơn đọc thuộc lòng chương 15 phúc âm Thánh Luca. Thánh Luca. Chương 15. Thầy không thuộc chương đó sao Giuse? Dạ có chứ. Vậy thì làm ơn đọc đi. Những người thu thuế và những người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pharisêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau: ông này đón tiếp người tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: người nào trong một trăm con chiên mà lại bị mất một con, mà lại không bỏ 99 con kia ra đồng hoang mà đi tìm cho được con chiên bị mất, và khi tìm được rồi thì người ấy mừng rỡ vác lên vai, về đến nhà người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi.
Vì tôi đã tìm thấy được con trên vậy, tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối còn hơn là 99 người công chính không cần sám hối ăn năn. Hầm với dâu tây à? Vâng. Hôm nay con muốn có chút đặc biệt để ăn mừng thầy Orlando thi đỗ trở về. Mà con nấu ăn cha thấy có hài lòng không thưa cha Doan? Có, tốt lắm, tốt lắm, cứ cố lên. Khiêm nhường cũng là một nhân đức đấy Giuse à. Chẳng gì tệ bằng thi trượt có phải không? Mừng con về nhà Giuse. Con đỗ rồi. Con đỗ à? Còn con mới bị trượt. Con bị trượt rồi. Giáo luật đây. Aquino. Luân lý học và đạo đức học, đấy là những môn khó nhai nhất đấy. Ít ra là bác thấy thế. Còn đây là môn quan trọng nhất, luật chữ đỏ thánh lễ. Thế nhưng con còn cả một năm dọn thi mà lo gì? Với các thầy dạy giỏi nhất trong dòng ở đây. Con nhớ chuồng bò lắm, có ai cấm con thương loài vật đâu. Bác Doan, con muốn xuống chuồng bò không? Con chỉ không, Giuse. Con chỉ ở lại đó thôi. Vâng phục là luật lệ tiên quyết. Hãy cầu nguyện, Giuse. Xin Chúa tới giúp con. Không phải là tôi ghen tị với thầy đâu, Giuse. Tôi cũng không giả bộ hiểu được thầy. Nhưng tôi chỉ cầu chúc cho thầy được khỏe mạnh thôi. Kẻ đần độn uổng công tìm kiếm sự khôn ngoan. Sách Khôn Ngoan chương 15. Nhưng sự kính sợ Chúa là tiền thân của đức khôn ngoan. Và sự khiêm nhu còn quan trọng hơn là danh giá. Sách Khôn Ngoan chương 50. Này anh, thế là anh tới phòng của Cooper này hả? Tại sao lại không đợi cho tới khi tôi dọn đồ đi đã? Tôi xin lỗi, xin lỗi. Lúc nào anh cũng xin lỗi. Anh lại đẩy tôi trở về chuồng bò. Cooper, anh mà làm được linh mục thì tôi phải làm tới giám mục, hay là có khi giáo hoàng cũng nên. Tôi đã làm cha đâu, anh chẳng bao giờ làm được. Tôi có thể để sách xuống chưa? Tôi mỏi tay quá rồi. Anh muốn làm gì với cái đúng sách cả trớn nữa thì làm. Đức mẹ, anh đã ăn cắp à? Tôi giữ đức mẹ, nhưng cũng chẳng được ích gì. Chỉ phải lại nhảy kinh hạt. Để làm gì cơ chứ? Lại phải trở lại chuồng bò. Mẹ đẹp thật.
Đừng. Couple. Couple. Đây là Đức Mẹ trùng bò. Ô đừng. Đừng. Muốn nói điều này về thầy Giuse. Thầy ấy có rất nhiều thiện chí. Thầy ấy đã ráng rất nhiều, thế nhưng khó để thầy ấy có thể đủ điểm về giáo luật hay là Latin. Thôi đừng vội kết luận. Ai cũng còn nhớ trường hợp của Brindisi chứ. Brindisi mới chỉ học hết tiểu học, chỉ trong một ngày mà ngài đã trở thành giám mục của Napoli. Nhưng đấy là một phép lạ. Chúng ta cũng hãy cầu cho có phép lạ đi.
có biết chưa? Thầy có biết chưa? Biết gì? Giám khảo bao giờ chót họ đã thay đổi? Vị giám khảo lần này là Vittorio Ducenci, tân tổng giám mục của Napoli. Ngài rất uyên bác nhưng lại nghiêm khắc lắm. Giuse, cha không ngờ là con lại ở đây. Xin kính chào Đức Cha. Bọn chiên thế nào rồi? Dạ, bây giờ chúng đã thành kiều hết rồi. Ồ đúng rồi, phải rồi. Lâu rồi còn gì nữa nhỉ? Cả việc học của con nữa. Chắc khó lắm. Khó lắm phải không? Con thấy nhớ chuồng bò quá. Chính ra đấy mới là chỗ của con, chứ không phải ở đây. Đấy cũng là ý Chúa đấy, Giuse. Còn bao nhiêu con chiên lạc cần được người chăn? Tôi đã khảo kỹ thầy này rồi. Thầy ấy đỗ rồi. Còn những thầy kia thì tôi chưa chắc. Bị đuổi nữa hả? Cút đi! Cút ra khỏi nhà tao! Đi! Cút! Cút! Mẹ ơi! Khoan đã! Khoan đã! Cút đi! Con làm cha rồi! Mày mà làm cha! Con là cha Giuse đây này! Giuse! Con tôi, cha Giuse. Có thật là cha đang ở đây không? Cha Giuse vừa đi quãng đường xa từ Napoli về. Tôi đem con dê lại để cha ban phép lành. Còn con bò của tôi nó hết vắt sữa được rồi. Xin kiên nhẫn. Đây là nơi chôn nhau cắt rốn của nó. Con trai tôi sẽ không quên ai đâu. Nhưng thế bao giờ chúng tôi muốn nóng lòng gặp cha. Mẹ ơi, cha dậy rồi đấy. Xin chào cha. Có gì thế con? Mẹ ơi, cái áo ròng của con đâu rồi? À, đợi để mẹ lấy cho. Đây thưa cha, áo ròng của con đây. Thưa cha, cha có khách đến thăm con đấy. Đêm qua, cha đã ngủ trên giường của tôi. Các vị có biết không? Một ông cha ngủ trên giường của tôi. Có con làm cha thật là có phúc biết bao. Giuse lúc nào cũng có những chuyện đặc biệt. Chúa đã thương nó một cách hết sức đặc biệt. Chính mắt tôi đã được chứng kiến. Con chào mẹ. Mẹ chào cha. Chào cha của con. Có khách đến thăm đấy.
Ô không, không, con phải ra. Nào, đi đi. Francisco suy niệm trên giường nằm. Thưa cha bên trên, thưa cha Gioan, thưa cha, chính mắt con đã nhìn thấy. Thầy đã nhìn thấy gì, chuyện gì vậy? Cha Giuse, cha hãy đang ở trong chùa bỏ. Dĩ nhiên ai cũng mừng vì trái mới chịu chức, nhưng đừng có gì quá đáng chứ. Nhưng chính mắt con đã nhìn thấy. Thầy phải bình tĩnh và muốn gì nói đúng chỗ. Vâng, đúng rồi, thưa cha Raspi, trái bay bổng lên cao ngay trong chuồng bò. Thầy bị điên hay thầy bị xỉn đấy? Con thề là con đã nhìn thấy trái bay lên như một thiên thần vậy. Dĩ nhiên rồi, giống như một thiên thần. Vậy thì thầy hãy lại đó cho tới khi thầy xuống đất đi. Ồ không, con đâu có điên, con không có xỉn, con nói thật đấy, con nói đúng sự thật, đúng là như thế. Cha Giuse, xin cha giúp con với thưa cha, xin giúp con với cha, con chỉ là một kẻ tội lỗi. Xin cha, xin cha, xin cha. Tôi, thế tôi giúp anh được gì nào? Xin cha hãy lấy cái biếu đĩa trên lưng con đi thưa cha. Tôi không làm được. Tôi không làm được. Tôi đâu phải là bác sĩ. Không, 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 cha là thánh, cha bay được. Cha làm gì cũng được. Để mình ra ngoài. Không, không. Cha Giuse là đấng thánh. Ngài là thánh. Ngài là thánh. Ngài là thánh. Ngài là thánh. Là thánh. Cha làm sao thế? Cha bay quanh chuồng bò như là một thiên thần à? Hả? Không phải. Như là một con lừa. Mừng con về nhà. Tổng giám mục Dushinsen đã phong chức linh mục cho con. Còn mày có một vị đỡ đầu có quyền cao chức trọng như thế đấy. Và sáng mai con sẽ làm lễ mở tay tại tu viện Martina này. Và tất cả sẽ tham dự để chúng vui với con. Con có lỗi. Có gì đâu cha. Cha tới đúng lúc. Nào mời cha vào dùng bữa nào. Cha đừng quá hồi hộp. Để lỡ cha có quên. Cảm ơn. Con ghen với cha quá. Sang năm bác cũng sẽ đứng ở đây. Và em sẽ giúp lễ cho bác. Con cũng mong thế đấy. Ờ thế nó làm sao ấy? À đúng rồi, tại vì cha mặc như
Lẹ lên, lẹ lên. Tới giờ rồi. Mở cổng ra. Mở cổng ra. Xin mở cổng ra. Không, không, không được vào, không được vào. Không có phép. Không có phép. Hec autem scripta sunt ut cretatis quia Iesus est Christus filius Dei et ut cretentes vitem habeatis in nomine eius. Laus tibi Christi. Credo. Kinh Credo. Credo in omnem Deum. Im đi. Hãy là về đi. Các người muốn gặp Chúa Giêsu làm gì? Muốn được khỏi bệnh. Trái biết bay, phải trái biết bay. Chính tôi đã nhìn thấy. Đừng có tin cái chuyện nhảm nhí này. Trái đâu có biết bay. Cũng như tôi, hay ông, hay bà, hay chị. Hãy là về đi. Và xử sự như những người khôn ngoan. Nếu anh chị em muốn phép lạ, hãy cầu xin cho có phép lạ. Đây là tu viện. Ở đây không có phù thủy, không có tu sĩ biết bay. Còn anh ấy bị trùng bò đi. Và chỗ của anh đấy, thưa cha Rosby, con nó thấy anh thấy bay mà. Nói láo, lừa đảo. Nói láo. Rồi về nhà đi, mọi người về nhà đi. Cha Giuseppe biết bay. Cha Giuseppe biết bay. Chính mắt con đã nhìn thấy. Cha Giuseppe biết bay. Cha Giuseppe bay. Con thấy ngài bay mà tay thương. Cha biết bay mà. Bay thật, bay thứ. Và khi con ngước lên, cha Giuseppe đã. Ô, con phải nói là
là đã bay được khoảng 6 tấc. Cảm ơn Thầy Thomas. Mời Thầy Leo. Con cũng thấy y như thế. Chỉ có điều là theo con, cha Giuse còn bay cao hơn thế nữa. Ít nhất là 3 mét. Cảm ơn Thầy Leo. Còn Thầy Alfredo, chính xác cha ấy bay cao được 1m2, không hơn không kém. Bởi vì khi con nghe được là Đức Giám Mục Napoli sẽ tới đi điều tra, chính con đã đi đo cho chắc ăn. Xin cảm ơn Thầy Alfredo. Mời Thầy Orlando. Con giúp lễ cho cha Giuse. Con quỳ ngay phía sau ngài. Không ai có thể nghi ngờ được những gì con đã nhìn thấy. Cha ấy đã bay lên tới đỉnh bàn thờ, ít nhất là 1,5 mét. Cảm ơn Thầy Orlando. Xin mời Thầy Capro. Xin cảm ơn Thầy. Chúng tôi đã nghe các thầy nói đủ rồi. Chứ nếu mà nghe thêm nữa, thì chắc là cha Giuse sẽ bay lên tới trời rồi mất. Thưa anh em, đây không phải là chuyện đùa đâu. Thực sự chúng ta thấy nó rất nghiêm trọng hơn là tôi tưởng lúc đầu. Cũng chính vì thế mà chúng con mời Đức Cha tới đây với chúng con. Trước khi chúng ta làm phiền tòa thánh với những vấn đề địa phương thế này, tôi xin đề nghị chính chúng ta sẽ tự giải quyết lấy vấn đề của mình. Vâng, đúng thế. Cha Giuse, cha Giuse, 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 Giuse. Thưa cha Giuse, hồi còn nhỏ sức khỏe của cha như thế nào? Sức khỏe à? Cha có thường xuyên bị đau không? Có. Ở vùng Calabria Napolia có rất nhiều người bị bệnh sốt rét rừng. Cha có bao giờ bị bệnh đó không? Dạ có. Nhiều người ở Cupertino cũng bị. Vậy thì chắc cha hiểu hậu quả tai hại của thứ bệnh đó chứ. Người ta nói là nó thường hủy não, có phải vậy không? À, có. À, con có một bạn học Franco, anh ta bị bệnh này. Và bây giờ anh ấy chết rồi. Thế còn cha có bị ảnh hưởng không? Không. Hồ sơ giáo sư Copertino đã cung cấp cho chúng tôi. Nói là hồi còn nhỏ cha học không được giỏi lắm, có phải không? Không. Chúng tôi không muốn làm cha buồn cho Giuse ạ. Nhưng theo hồ sơ đó nói thì cha là một học sinh kém. Tại sao cha lại học kém vậy? Thế thỉnh thoảng cha có tự hỏi mình như thế không? Có. Học kém như thế có làm cha thấy lo không? Cha có bao giờ đi khám bác sĩ vì chuyện này không? Không. Hãy nghĩ đến lúc cha còn trẻ, cha Giuse. Cha có bao giờ bị bệnh nặng, có bao giờ bị ngã đau đến phát bệnh không? Hả? Dạ có. Cha có bao giờ bị đập đầu xuống đất không? Ồ có, rất nhiều lần. Chúng ta biết gia đình đôi khi cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Thế mẹ của cha có bao giờ bị bệnh, bệnh thật là nặng, thí dụ như là liệt giường chẳng hạn không? Ồ mẹ con chẳng bao giờ bị bệnh cả. Mẹ con khỏe như vâm ấy. Thế còn ông thân sinh? Ông cố là một người tốt lắm. Người ta nói rằng ông ấy say xỉn tối ngày. Cũng có thể việc có ảnh hưởng xấu đến trí tuệ của cha. Con chỉ nhớ cha con là một người tuyệt vời. Cha con luôn luôn gần gũi và quan tâm đến con. Người học làm thơ, người viết nhiều bài, học âm nhạc. Ngài còn biết nói chuyện cả với chó nữa. Cái khả năng biết bay của cha, cha đã phát hiện nó ở đâu vậy? Ở tại đây. Nó có làm cho cha hoảng không? Dạ không. Cha có nghĩ là chính Đức Trinh Nữ Maria đã cho cha biết bay không?
Dạ có. Có những cái gì khác làm cho cha bay lên được không? Cái gì khác? Những vật thánh. À dạ có, những vật thánh. Vật thánh nào chẳng hạn? Thánh lễ. Ồ có, chúng tôi đã nghe chuyện đó rồi. Còn gì khác nữa không? Và cha có thể sử dụng khả năng này theo ý muốn không? Nơi đây có bao nhiêu người đã nói rằng cha thánh thiện? Chắc cha có đủ sức bay tới Roma nữa đấy. Liệu cha có thể bay bổng lên cao nếu chúng tôi yêu cầu cha? Xin cha làm ơn thử xem. Cảm ơn cha Giuse. Tôi nghĩ rằng đây cũng chỉ là một việc nhất thời thôi, rồi nó sẽ qua đi. Dầu sao tôi cũng tin là cha Giuse đã được ơn trên ban cho làm được việc kỳ diệu đấy. Không, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể đồng ý với vị thượng khách của chúng ta. Dĩ nhiên đây không phải là lãnh vực lời khấn vâng phục, thưa Đức Cha. Không phải vì ác ý mà con sắp nói lên những lời này. Con có cảm giác sâu sắc hơn thế nhiều. Người này đã lừa bịp chúng ta. Cha Raspi, đó là một lời tố cáo nghiêm trọng đấy. Con đâu có nói là nó nhẹ, thưa Đức Cha. Người này đem chức linh mục ra làm trò cười. 1,5 mét, 7 tấc, 1 mét, 9 tấc, và sau cùng là 3 mét. Tôi nghĩ là có người phải sai chứ. Mà theo tôi tất cả đều sai. Tại sao lại có sự khác biệt giữa các nhân chứng thế này? Tại sao? Tại sao họ lại bất đồng ý kiến tới cỡ đó? Có thể họ bất đồng ý kiến về độ cao. Thế nhưng rõ ràng là mọi người đều thấy là cháy bay. Có thật thế không? Họ thấy thật hay họ chỉ tưởng tượng nhìn thấy cha Giuse bay bổng? Họ bị bỏ bùa, họ bị lừa đảo bởi cái tên này, tất cả đều bị mê hoặc. Không, chúng tôi không bị phù phép nào cả. Cha phải tôn trọng chúng tôi chứ. Tôi lặp lại, bị mê hoặc chẳng khác gì một sợi dây thần. Hàng trăm, có khi hàng ngàn người chứng kiến một người leo lên trên sợi dây thừng lơ lửng trong không khí. Đó là một mẹo lừa. Lanh tay lẹ mắt thôi. Một trò lừa của ma quỷ. Ngay cả việc thụ phong của hắn cũng là điều giả dối. Không phải là do ơn Chúa mà được, mà là do sự can thiệp của ma quỷ. Này cha Raspi, chính Lucifer đã hoạt động trong thằng cha lừa bịp này. Thế cha kết luận như thế nào? Nó bị quỷ ám. Ồ không, không, hắn tuyệt đối bị quỷ ám. Cha Giuse bị quỷ ám à? Chắc cha đùa đấy chứ. Bị quỷ ám là điều nghiêm trọng, thưa Đức Cha. Tôi đâu có dám coi nhẹ chuyện đó. Tôi rất hiểu ý cha muốn giữ kín chuyện này trong nhà thôi. Nhưng theo tôi, chúng ta phải thẳng thắn công nhận là cái trò phù thủy này không còn là vấn đề địa phương ở đây nữa. Theo tôi, chúng ta phải báo cáo hồ sơ về cho tòa luận tội tối cao ở Roma. Thật là một gương mù. Phải có một cách khác chứ. Vâng, thì có một cách khác. Giáo luật liên quan đến việc quỷ ám rất rõ ràng. Phải trừ quỷ thôi. Ồ thì cha Raspi, chúng ta đâu có phải là các con tòa luận tội. Xin nhìn anh ta đi.
Làm sao chúng ta có thể tin là ma quỷ đã nhập vào một người khiêm tốn như thế? Có một thời Lucifer đã ở trên trời cao đấy. Liệu chúng ta có nên đào sâu thêm vấn đề này không, thưa Đức cha? Đây là việc của Roma. Nhưng trước khi xúc tiến thủ tục, chúng ta phải xin phép đương sự đã. Thưa cha Giuse, nếu Đức cha thấy thuận tiện, có lẽ chúng ta nên bổ sung bằng cách xin phép anh ta sau, sau khi đã được trừ quỷ. Tốt lắm, thưa cha Raspi. Cha hãy trục xuất quỷ khỏi cha ấy và kết thúc vụ này một lần cho dứt điểm. From sudden and undivided death, deliver us, O Lord. The snares of the devil, deliver us, O Lord. Anger from hate and vengeance, deliver us, O Lord. The lightning and the tempest, deliver us, O Lord. Perpetual death, deliver us, O Lord. The mystery of your holy incarnation, deliver us, O Lord. Your coming, deliver us, O Lord. Your nativity, deliver us, O Lord. Your baptism and holy fasting, deliver us, O Lord. For your cross and passion, deliver us, O Lord. For your death and burial, deliver us, O Lord. For your holy resurrection, deliver us, O Lord. For your admirable ascension, deliver us, O Lord. The coming of the Holy Spirit, the Paraclete, deliver us, O Lord. In the day of judgment, deliver us, O Lord. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Anh làm ơn quỳ xuống cho. Thưa cha, xin xiềng hắn lại. Nếu đúng hắn bị quỷ nhập, xích xiềng sẽ ngăn không cho hắn bay. Miniscaris domine delicta nossa vel parent nosorum, neque vindictam sum recatis nostris. Pater noster qui est. Et ne nos inducas in tentationem. Recipio tibi, qui cumque est spiritus immunde, et omnibus socis tuis un dei famulum obsidentibus ut per miseria incarnationis passionis resurrectionis et ascensionis domine nostri Iesu Christi per missionem spiritus sancti et per adventum eiusdem domini nostri adiutium dicas mi nomen tuum. Thưa cha Giuse, họ làm gì cha đấy? Vì ích lợi của linh hồn tôi, thầy ạ. Cha Raspi đang trừ quỷ cho tôi. Trừ quỷ cho cha? Ồ không, cha là thánh. Cha là đấng thánh. Hãy lui tên phạm thượng này ra khỏi đây đi. Ồ không, không. Xin chờ đã, đức mẹ của cha đi. Lôi anh ta ra. Ecce crucem Domine, fugite partes adverse. Fici Deo et primo iura, David.
Domini exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Ecum spiritu tuo. Oremus. Adiuro te, serpens antique, per judicem divorum et mortuorum, per factorem tuum, per factorem mundi, per eum, qui avet potestatem mittere te in Gehenam, ut ab hoc famulo Dei, imperativi Deus. Imperativi Maiestas Christi. Imperativi Deus Pater. Imperativi Deus Filius. Exi ergo transgressor. Exi uctor. Plene omni dolo. Et fallacia, virtutis inimice, innocentium persecutor, da locum virissime, da locum impiissime, oremus. Oramus te, Deus potens, ut spiritus iniquitatis amplius, non ave ad poteratem, in hoc famulo tuo, Iosepho, sed ut fugiat et non revertatur, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula reculorum. Amen. Kể từ giây phút này, anh đã được giải thoát. Anh không còn bị quỷ ám nữa. Giờ đây, chúng ta hãy để cho Giuse ở lại một mình để đền tội. Raspi, tháo xiềng nữa chứ. Không, thầy Leo, phải xiềng thầy ấy cho tới sáng mai. Cheraspi. Cesare Cupertino đã được Đức Thánh Cha Clemente VIII phong hiển thánh ngày 16 tháng 7 năm 1767.